Nghe nghe bị ông vợ đọc chú gì cho hết. Nó Lăng Nghiêm án a lệ thì xa đời, đọc tới đọc lui vậy đó, nó sợ chạy. Giờ con thấy rất vui khi gặp sư phụ sáng nay ở Việt Nam đang sáng nè, chiếu đẹp tươi ghê. Hello. Long ở đâu? Ở đâu? Đức hả? Trời ơi, tức mình Âu Châu, bển Âu Châu giờ mấy giờ vậy? Trời ơi, muốn đi ngủ. Mà Đông Đức hay Tây Đức vậy? Tây Đức hả? Tây Đức là đi vượt biên, còn Đông Đức là khác nữa, là đi em cứu được mười mấy mạng rồi, em có công đức cha mẹ sẽ thưởng công. Đệ rồi, tiểu đệ. Anh nhiêu tuổi vậy? Nếu anh lớn tuổi tôi anh là sư huynh. Anh mấy tuổi? À, nhỏ hơn mình mấy tuổi thôi à, tiểu đệ nha. Huynh già hơn đệ 5-6 tuổi. Bây giờ chắc quá trời chắc trên người trên mạng đâu có biết nói chuyện với ai đâu, thì nhắc lại mới nhớ. Ok nha, để huynh bắt điện thoại của người khác nha. Chính ngài cho con biết đọc thập chú có lợi gì. Đọc kinh đọc chú mà hỏi nó làm cho con khôn ra. Con học ở đại học á, biết bao nhiêu văn hóa rồi các Mác Lênin Bác Hồ rồi, chưa chắc khôn bằng đọc kinh đọc chú của con. Bây giờ không tin á, đọc kinh đọc chú nó sẽ khai cái tâm mình, khai tâm thì khai trí. Còn vô trường học ở đại học thì nó nhồi sọ, nó bắt học cái gì mình học cái đó, nó đâu có khai tâm đâu, ém tâm ém trí, chỉ muốn biết những gì họ muốn cho mình biết thôi. Nên đọc kinh đọc chú có lợi gấp vạn lần học ở trong trường. Mà trong trường á thì mình mang thân người, mình cũng gặp người đời, thì mình cũng phải học để mình hiểu người ta nói cái gì làm cái gì, nghề ngỗng rồi cũng cần phải có. Dạ kiệt khỏe. Chị đang nói chuyện với Kiệt đó, là chị đang nói chuyện với hiện tại là 1.700 người, còn 1.764 người hiện tại trên online. Còn mai mốt mà cái live stream này không biết nhiều người người ta cũng vẫn nghe tới nghe lôi giọng chị nói á, cho nên chị nói gì gán nói. À, chị bên Úc hả? Chị nước nào? Nước nào? Melbourne, wow, Melbourne. Thì này đang online á.
livestream. Đang online vậy là giống như nói như vậy là ở trên online người ta nghe được phải không? Nghe được, mình giữ bí mật nha, rồi kiệt bật mí giùm cho. Nên nói nhỏ nhỏ là kiệt không có nghe đâu. Để nay gần cho dễ dàng. Ồ, thế gian này đời của Kiệt không có gì là bí mật, chỉ có gì đâu sợ là bí mật. Đời của Kiệt không còn gì gọi là bí mật hết trơn á. Nói đại đi. Nói đại đã, nhưng mà bây giờ vậy, trước khi mở lo trên online á, trước khi tắt cái lo đi để giống như mình nói cái này. Cái này người ta đang nghe luôn mà không có được. Tại vì ấy còn mấy giờ chờ dịp khác gọi nha. Để bữa khác gọi đi. À, thì bữa khác gọi chỉnh ngàn lần thì quả mai bắt một lần, còn này đang online thì nghe gheo thì gọi tới. Chị cứ mở điện thoại ra chị thấy đang online nè. Sốt của chị Trình Ịnh ở đây nữa nè. Mình sống ở thế gian á, mà mình giữ bí mật nhiều quá đó, là chỉ cho ông Diêm Dương ổng đọc chuyện bí mật của mình. Còn những người xung quanh của mình mà hiểu bí mật của mình á, giàu cho tội lỗi á, thì em nhiên nó là khỏi thế gian biết rồi, chơi thế gian xử mày rồi, không có tới phiên tao xử. Thì cho nên chị thích cái nào hơn thì tùy. Tại vì giống như mình có học khóa tâm linh, nhưng mà mình muốn tìm người thừa kế của sư phụ, thành ra cho nên mình không có biết là có nên nói ở trên online hay không. Muốn hỏi chú Kiệt á, nhưng mà không biết là có được hay không. Nhưng mà mình có xin mẫu thượng thượng tiên á cho mình hôm nay gọi vô cho chú Kiệt được, thì cũng may mắn là gọi vô được, chứ cả năm rồi mình gọi hoài cũng được nhắn tin, chú cũng trả lời mình ra, cho nên bữa nay không dám nói nhiều ở trên online. Tại vì nói không dám nói nhiều cũng hết 4-5 phút rồi đó chị, đưa bữa khác gọi đi. Hôm ấy tối đó, cái chân linh của em bay qua bển, người chân linh của chị bay lên, người cái mình hẹn ở đỉnh núi Cấm mà mình nói chuyện. Ok. Mình là người có thần thông mà, chị có thần thông đúng không? Chị học tâm linh tức là chị bay được phải không? Tối ngủ là sức hồn bay được. Thì thôi tối nay gặp ở núi Cấm nha. Bởi vì hiểu rồi, bởi vì cái số của Kiệt trên núi á, đa số là linh căn với người có điển á, những năm đầu họ phát hiện, họ kéo về đầy núi để họ điểm danh, họ chầu, họ bái, họ mừng. Còn á, người thường á, thì những năm đầu thì chửi, tới ngày hôm nay á, thì người thường cũng chửi, chỉ có những người có linh căn với những vị thầy giỏi và thượng vợ cao siêu á, ngồi tu nhập định có thần thông thì họ biết. Còn mấy ông thầy mà cứ tu tiền với tu danh tu lợi thì thôi, mấy ông đâu có, mấy ông mắc thịt, mấy ông đâu có nhìn thấy. Ở như là Phật thôi, chị bữa khác gọi nha. Mình là người trên online á, nói cái này thì cũng nhiều người không có hiểu đâu. Ok, bye bye. À, đúng rồi. Bữa nào nói chuyện kia đi rồi.